Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trước khi đọc báo thì chúng tôi muốn chia sẻ một vài điều như thế này về bởi vì chúng ta cũng đang ở trong những ngày của 30 tháng 4 đó. Thì về câu chuyện Mỹ và Việt Nam thì bây giờ nó có cái phong trào mà trong nước chúng tôi xin nhắc lại hôm trước là dùng cái chữ là do trend theo cái xu hướng đó, thì có rất nhiều người làm những cái video clip YouTube, TikTok vân vân để đưa những vấn đề thời sự nó mọc thời sự lên hoặc là những vấn đề về xã hội. Thì có vấn đề nó cũng buồn cười như thế này, chúng tôi thấy là có một số người ở trong nước á, người ta chửi, người ta mỉa mai, người ta bới móc là tại sao có những người ở Việt Nam bán nhà bán cửa lấy tài sản đi qua Mỹ rồi đi vô hãng đi làm để đi làm đó. Và rồi người ta chê bai là đại khái là người ta nói đó là những người không có sáng suốt là, và người ta nói nặng lắm. Ở Việt Nam bây giờ có tiền thì muốn đi du lịch đâu thì đi người ta, nhưng mà chúng tôi thấy buồn cười giữa khác biệt giữa hai cái xã hội là như thế này. Ở Mỹ có rất nhiều người ta sang tới Mỹ người ta sống, người ta không thích, người ta về Việt Nam không ai nói gì cả. Đó là chuyện bình thường. Ví dụ như tôi đi ra ngoài, tôi gặp rất nhiều người nói anh Tuấn ơi, em bây giờ về Việt Nam em xây cái nhà dưới miền Tây á, rồi cái vài bữa cái hai vợ chồng về mở luôn với em, không ở đây nữa. Thì còn ở đây thì mình ồ thế nói chuyện của người ta. Không ai nói ở tại sao đang ở Mỹ mà về Việt Nam. Thì thưa quý vị, những người ở Mỹ, ở Việt Nam mà ta sang Mỹ, người ta bán nhà bán cửa tài sản, người ta sang Mỹ người ta làm những cái công việc mà mình cho rằng là nó thấp kém á, thì người ta có cái mục đích của người ta. Người ta nhìn tới một cái tương lai khác, con cái người ta có điều kiện về cái môi trường, về đời sống, hay là sau này người ta có những cái chuyện khác nữa. Thì không có việc gì mình phải giãy nảy lên mà mình chửi rủa người ta. Cái đó thì quý vị, đó là một thái độ kém văn minh. Và có những cái lời nói mà chúng tôi theo nhận xét Hoàng Tuấn thì xin lỗi quý vị là nó vô giáo dục và nó vô văn hóa, bởi vì mình chửi rủa người ta. Anh còn có nhiều người bảo chứ tại sao ở Mỹ á, bảo là đất nước phát triển nhiều người hơn Việt Nam, mà tại sao đó ở Mỹ đó đi mua nhà phải trả góp, mua xe phải trả góp, trong khi Việt Nam là người ta trả đứt luôn. Ca ngợi thì thôi, không cần lý luận làm cái gì, cứ nhìn vô con của ông Vương Đình Huệ này mà cũng qua đi Mỹ đi học, rồi ông Nguyễn Công Khế cũng qua bên này 4 năm, tất cả sang Mỹ học cái cách làm việc của người Mỹ, cách vận hành người Mỹ, ngay cả vấn đề ngân hàng, vấn đề cho mượn nợ, nó cũng học cách làm việc của người Mỹ thôi. Và đó là cái phát triển của một quốc gia tư bản hàng đầu thế giới, cũng không phải nói nhiều thưa quý vị. Nếu mà nó dở thì thứ nhất là tôi không gai sang Mỹ xong chị. Rồi một yếu tố như thế này nữa, bây giờ cái một năm á, bao nhiêu tiền ở Mỹ gửi về, thì cái chuyện đó mình phải thấy, cho nên là các cháu ơi, các cháu là thanh niên thì thôi các cháu đi kiếm cái việc gì cho nó bổ ích, là cho tính bản thân mình, cho xã hội. Các cháu đừng có ngồi đâu mà các cháu nói tầm bậy tầm bạ rồi bị người ta ném đá. Chúng tôi có bài báo của VN Express, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang Sóc Trăng bị kỷ luật hết nơi này nơi kia, như tôi đã nói trong một số báo kỳ trước đó. Là cái trường đảng là dẹp đi, là tại vì họ đào tạo bao nhiêu cán bộ, bao nhiêu đảng viên, cái thứ bây giờ cứ thay vai phiên nhau, đã tốn tiền xây dựng trường đảng rồi, bây giờ phải tốn tiền xây dựng nhà tù để mà đốt bêu đảng viên, nó tốn nhiều tiền, tốn cả hai đầu, đầu ra đầu vào, bớt một đầu đi. Nguyên chủ tịch tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh và nguyên chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện lần lượt bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo và khiển trách. Lý do là tại vì các ông ấy có vi phạm, ông có những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử kỷ luật. Hai ông cũng vi phạm những quy định, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thì họ cứ nói chung chung vậy, mình chẳng biết là liên quan vụ nào chẳng hạn, thí dụ vậy. Những điều mà đảng viên không được làm nó có nhiều điều lắm. Bây giờ tôi hỏi nhé, cái ông đảng viên mà nổi bật nhất bây giờ ngoài ông Nguyễn Phú Trọng ra, ông Tổng Bí thư ra, thế người bây giờ ta nói là đang nhăm nhe cái chức của ông Nguyễn Phú Trọng á, là ông Tô Lâm phải không ạ? Coi như thứ đang vị trí thứ hai. Ông Trọng thì chắc là không làm việc nữa rồi, tại vì lâu rồi không thấy xuất hiện nữa, không biết sức khỏe của ông như thế nào. Thế bây giờ tôi hỏi anh, cái hành vi, cái hành động của ông ấy mà ăn thịt bò nhát rát vàng vậy, đảng viên có nên làm hay không? Không được làm.
không có được làm hay không, không có nên làm hay không, không không được, có mất uy tín của đảng hay không, mất uy tín, không mà rõ ràng, nhưng mà tại sao đưa ra xử phạt một cái mấy cái vớ vẩn này, chủ tịch có, anh có xử cho anh, xử gì, xử cái anh chàng mà xử công tô lâm nha, thì bây giờ thì mình xử có người, những người có liên quan, nó rõ ràng như vậy. Cả thế giới, tại vì cái này là cả thế giới nha. Tại vì cái tin mà ông Tô Lâm đi ăn bò rắt vàng là cả, nó báo tràn lan trên trang mạng, các tờ báo lớn nó đều đăng hình ảnh rồi, nó bêu xấu Việt Nam như vậy, nó mất cái uy tín, mất uy tín của đảng, mất uy tín của chính quyền như vậy, mà không phải chỉ đối với nhân dân không, mà đối với nhân dân Việt Nam, mà là nhân cả thế giới như vậy, rõ ràng đến như vậy. Tại sao không xử, tại sao không xử, tôi không hiểu. Thưa với anh, đừng có nói xử, theo tôi như trước tôi đã nói rồi, có một lời xin lỗi đi. Tôi với cương vị như thế, khi đi ra nhiều khi tôi cũng nể mít lòng, người ta mời tôi đi, nhiều khi tôi cũng sơ sót, thì tôi xin nhận lỗi trước đảng, trước nhà nước, trước nhân dân, cũng không có một lời xin lỗi nữa. Bây giờ đi bắt người khác. Tại vì bây giờ tao bắt, thế mày làm gì tao? Tao có quyền. Thế thì bây giờ lật bài ngửa, tao bắt thế mày làm gì tao? anh đứa nói rồi mà. Mày có biết bố mày là ai không? Thì quý vị, bây giờ chúng tôi đọc bài báo này, chúng tôi xót xa vậy. Có một lời bình luận mà chúng tôi thấy nó rất là tàn nhẫn. 8 ngày phơi nắng mới ra một mẻ muối, diêm dân xót xa bán giá 1.000 đồng một ký. Thưa quý vị, tiền Việt Nam bây giờ 1.000 đồng một ký. Giá muối giảm so với năm ngoái, nhiều diêm dân ở Bến Tre cho biết dù làm việc vất vả hơn vẫn không đủ tiền cho con ăn học. Và thưa quý vị, làm muối rất là vất vả. Như gia đình ông Bình đã sản xuất được hơn 50 tấn muối, bán được giá gần 2 triệu đồng một tấn. Năm nay sản lượng ước tăng khoảng 20%, nhưng giá giảm có một nửa, tính ra gia đình ông Bình thất thu. Tức là người ta làm vất vả mà không có tiền để mà nuôi con ăn học. Như gia đình ông có những người như thế này nè. Có những người đi làm muối xong á là phải đi đây. Để đủ tiền trang trải cuộc sống, ông Bình mua thêm mấy chục con dê về chăm. Những lúc không phải ra ruộng phơi muối, ông lại lùa đàn dê đi ăn. Và rất là vất vả. Nhà ông Bình còn 2 con đang tuổi đi học. Cũng như ông Bình, ông Nhàn nuôi thêm đàn dê để có tiền trang trải. Ngoài ra trong những tháng mùa mưa, ông Nhàn còn đi đánh cá để kiếm thêm. Nên là vất vả lắm. Và có người là được xem là đại gia, nhưng tới bây giờ cũng không có đủ tiền cho con ăn học. Thì nó có một cái ý kiến đóng góp ở dưới, chúng tôi thấy người này á, chúng tôi không biết người này nghĩ như thế nào. Kể ra cũng lạ, thấy làm ăn không có lãi, không hiệu quả thì chuyển qua làm công việc khác, chứ có ai bắt các ông phải làm đâu. Sức tiêu thụ của thị trường có vậy, tranh nhau làm dẫn đến sản lượng tăng thì giá phải giảm là chuyện bình thường. Đã làm sản xuất kinh doanh thấy không hiệu quả phải chuyển đổi, còn không cứ cắm đầu vào làm đến lúc lãi không được bao nhiêu thì trách ai bây giờ. Người này tên là Đặng Thái Học. Thì quý vị, chúng tôi nghĩ cái người này nói những cái điều này đó là những người không có đầu óc và không có trái tim. Quý vị biết là ngày xưa chúng tôi đã từng sống ở Việt Nam, biết có những lúc mà mình đời sống rất là khó khăn, mình muốn thay đổi cuộc sống và mình không có đường, không có cái đường nào để đi cả. Bây giờ những người này đó, người ta sống từ nhỏ đến lớn, người ta sống bằng cái nghề này. Giờ bảo người ta thay đổi kiếm việc khác mà làm, đâu dễ dàng đâu. Thưa bố đi kiếm việc giùm cho người ta đi. Còn báo là người ta lại chứ đến lúc lãi không được bao nhiêu thì trách ai bây giờ. Tại sao là cứ cái này cũng biết là Hoàng Tuấn và quý vị còn không hiệu quả thì chuyển làm việc khác. Hoàng Tuấn và quý vị còn nhớ tại liên quan tới cái chuyện này quá là tàn. Cái đây trình độ, nếu tôi nhớ không lầm, khoảng 2 năm về trước mình có đọc một cái bài báo, và lúc đó cái tình hình là nhập cảng muối vào Việt Nam và mình than phiền, và người dân trong nước người ta than phiền là mình có một cái bờ biển dài như vậy, sản xuất muối là một cái ngành công nghiệp của người dân bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, cả ngàn năm nay, mà thế mà bây giờ lại không đủ muối trong nước. Bây giờ mình mới khám phá ra một điều là không phải là không đủ muối, tức là sản xuất dư thừa, nhưng mà vấn đề là bây giờ mấy ông cứ nhập cả muối vào một cái bừa bãi, phải dùng cái chữ bừa bãi đây, tại vì những cái ở trên ấy, họ có quyền được nhập cảng, muốn nhập, muốn xuất kỳ xuất á thì nó mới có ăn. Còn nếu mà thu mua muối của người dân để mà sử dụng ở trong nước á, thì nó không có ăn bằng, cứ bỏ tiền tiêu chua mà nhập cảng vào, cho hết cái quota này đến quota khác, cái kế hoạch đến kế hoạch khác thì nhập cảng vào. Cuối cùng là người dân nhiều khi ở trong nước thực sự là vậy, cạnh tranh không nổi. Thì đương nhiên là
khó khăn, gặp khó khăn rất là nhiều. Thì đây là cái, đây là mấy cái ông lớn, mấy cái ông trên đầu, mà tôi hỏi anh ấy, mình làm cho cái đời sống người dân nó càng ngày nó càng khó hơn. Nước dân mình khổ như thế, mình không có sự thông cảm đồng cảm, đúng mình rồi. Còn nói người ta cái là cái đã quá. Không hiệu quả thì phải chuyển đổi, chứ còn không cứ cấm đầu vào làm đến lúc lại không được bao nhiêu thì trách trả bây giờ. Thưa quý vị, có ai muốn sống nghèo không? Có ai muốn sống khổ không? À, ngày như ngày xưa sau năm 75 có biết bao nhiêu người phải đi kinh tế mới? Đâu phải người ta tự ý muốn đi đâu hả? Biết bao nhiêu người phải sống vất vả ở những vùng kinh tế mới, làm đầu tắt mặt tối, không đủ ăn không đủ mặc. Người ta muốn thay đổi cuộc sống, thay đổi bằng cách nào? Nó không phải là muốn thay đổi là muốn đổi là đổi đâu. Anh biết ở vùng quê của chúng tôi ở miền Trung đó anh, thì bây giờ người ta là những đứa trẻ khi nó lớn lên có cơ hội là nó đi hết. Nhưng mà những người lớn tuổi á, người ta đi đâu, người ta làm cái gì? Cho nên thưa quý vị, thưa với cái ông Đặng Thái Học này, nếu mà nói mình phải suy nghĩ lại một chút, mình là người dân ở trong nước, đồng bào mình như thế, mình không thương cảm gì đó, mình còn nói những lớn như thế, theo chúng tôi đây là một cái lời nói nó rất là tàn nhẫn. Mà nó mà tôi nghĩ với những người như thế này á, thì có lẽ suốt đời cũng chả giúp đỡ được cho ai. Chắc chắn, chắc chắn. Cái tâm họ như vậy thì họ đâu nghĩ chuyện giúp đỡ ai đâu. Nhưng người nào cần giúp đỡ họ thì họ cần họ giúp đỡ, thì họ bảo tại sao như thế, tại sao thế không thế này, tại sao không thế kia. Anh cứ nghĩ đi làm muối vất vả như thế mà mở miệng nói như vậy thì chúng tôi cũng chịu thua luôn. Rồi, thưa quý vị, tiếp tục ở cái chuyện bắt bớ với ông cán bộ. Thế anh lại liên tục bắt à? Thế bây giờ là đồng chí chuyển qua làm công an à? Tôi chỉ loan tin thôi. Đây là báo VN Express, hàng chục cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc bị kỷ luật. Nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và nhiều cán bộ đương chức của tỉnh, đương chức nha, của tỉnh Vĩnh Phúc bị Ủy ban kiểm tra Trung ương cảnh cáo và khiển trách. Bây giờ tôi có hỏi anh Hoàng Tuấn, mà tôi hỏi quý vị đang theo dõi chương trình là quý vị có muốn dành cho tôi 10 phút để đọc tên danh sách của những người bị bắt không? Quý chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi đọc tên mà tôi bối rối luôn. Thôi tôi nói anh rồi. Mình bắt từ nguyên một cái nhà sọc, nguyên một cái nhà luôn, không chừa ai. Một cái danh sách rồi mình đưa lên màn hình á, nó chạy thử. Kinh khủng thật. Bây giờ tôi đọc cái danh sách sơ sơ nha. Là cái này thử, hàng chục cán bộ cũng, tức là ngoài những người đã bị bắt rồi thì thêm một số nữa, đây là cái này cũng ăn theo này, bắt theo này, bị cảnh cáo này, gồm có các ông là Nguyễn Văn Chi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Bá Huy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đinh Ngọc Khoa, hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, nguyên giám đốc Công an tỉnh, Vũ Chí Giang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Kim Khải, nguyên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân cũng bắt, bí thư cũng bắt rồi không? Tôi đề nghị như giám thế này. Sự. Cái gì? Tôi có ý kiến như thế này. Anh đọc danh sách những người mà chưa bị bắt á thì nó ngắn hơn. bây giờ là trong số bao nhiêu người? Cái khiển trách, cảnh cáo chứ chưa phải bị bắt. Có những người có những người này chưa bị bắt thì nó ngắn hơn. Không bị bắt nó dài quá. Không hiểu. Nếu mà đảng thì làm gì? Đảng đào tạo cán bộ, đang đề cử cán bộ đi vào những cái công tác đó, rồi cuối cùng để bắt người ta đi tù làm sao? Thì đó, cho nên bây giờ mình giảm cái trường đào tạo đảng viên đi đỡ tốn kém, thì nó lại không có đứa đi tù. Mà đảng, tôi nghĩ đảng nhiều khi cũng ác thật, không có nhân văn, không có tính nhân văn thế nào. Đúng. Cứ đẩy người ta vào những chức vụ, rồi bắt người ta phải phải làm sai trái, rồi bắt ta làm những cái điều mà đảng viên không được làm, rồi cuối cùng đi bắt người ta đi tù, bắt nhiều người hết sạch đảng ra ác rồi. Giá như người này không phải đảng viên thì sẽ không vướng một cái tội là những điều đảng viên không được làm. Với tôi phải có đảng viên đâu thì nó đỡ. Thì cái đó bình yên không ạ? Người ta được ở nhà với vợ con và người ta được chăm lo phụng dưỡng cha mẹ khi về già đó. Và người ta không lo là sức khỏe người ta yếu kém, yếu rồi đi ra tòa người ta lại phải nghĩ tới chuyện đó. Đảng viên ác quá. Ác quá. Rồi một lát nữa thì chúng tôi sẽ có bài báo về cái chuyện mà chuyện dài bắt cán bộ. Nâng tầm với công nghệ tiến bộ vượt bậc của chiếc Lexus NX. Được 1.000 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 NX 250 All-Wheel Drive. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị. Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới. 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn. Gọi 1-800-318-2596 ngay hôm nay. We'll be right back.
Eco Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Eco Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Eco Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Eco được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Eco Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Eco Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Cái vị anh Nguyên Khôi nên bắt thì hoàn toàn không phải bắt được, chứ không lẽ không bắt được thì nó cũng không công bằng. Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách, cái này khiển trách ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kỷ luật cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Truyền, nguyên Bộ trưởng, và ông Huỳnh Văn Tý, nguyên Thứ trưởng. Thì quý vị, chúng tôi chỉ có ý kiến với báo chí trong nước như thế này thôi, bởi vì quý vị thường bảo rồi, những người sống ở hải ngoại đó nhiều khi thiếu thông tin, thì có những cái nhìn nó sai lệch về tình hình đất nước. Thì bây giờ chúng tôi cần thông tin nè. Ví dụ quý vị đang là ba người này bị bắt, bắt còn nhiều lắm, nhưng mà phải cho chúng tôi biết là làm cái gì. Chứ bây giờ cứ đọc chi báo chi tiết chỉ bị bắt thì chúng tôi chỉ mở ra là vi phạm những điều đảng viên có được đây 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 buông lỏng quản, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, không phát hiện được việc bộ và một số tập thể cá nhân thuộc bộ tiếp tục có vi phạm, rồi là quy định của đảng, rồi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thì tất cả các ông các bà nó đều như vậy thôi, nó chỉ bỏ cái tên vô. Thì thưa với quý ngài, chúng tôi không biết là báo chí trong nước, rồi dĩ nhiên là phải có ông tổng biên tập, rồi phải có là lãnh đạo của đảng và nhà nước, ít nhất phải cho nhân dân biết là ông làm cái gì. Chứ bây giờ cứ như vậy, tới ông Nguyễn Văn A thì cũng như vậy, tới bà Nguyễn Thị B thì cũng là buông lỏng, là không có ông nào mà không buông lỏng cả. Rồi có nhiều vi phạm khuyết điểm, rồi là có những điều thường đảng viên không được làm, nó cứ như thế thôi. Tôi đề nghị là cái trường đảng huấn luyện đảng viên trước khi mà đưa ra ngoài là cán bộ và lãnh nhận các cái chức vụ làm việc bên ngoài đó, thì đề nghị là phải tập cái vấn đề thể dục thể thao, cái tay của họ phải thật là tốt, để họ nắm chặt, chứ không có buông lỏng hoài. Thế nào nó có buông lỏng. Tôi có một cái đề nghị này cho anh Hồng Tuấn, thưa quý vị. Tại vì mấy bắt đầu kỳ này người ta chuẩn bị cho Thế vận hội sắp diễn ra tại Paris. Thì thường thường anh theo dõi Thế vận hội, anh thấy có cái bảng thành tích. Ok. Thí dụ quốc gia đang dẫn đầu được số huy chương vàng là bao nhiêu, huy chương đồng là bao nhiêu, như Mỹ rồi đến thí dụ vậy, rồi đến nước chủ nhà Pháp, rồi Pháp, nước rồi Anh, vân vân, vân vân, vân vân, họ bảng sắp hạng vậy. Thì tại sao báo chí của mình không, mình phát động phong trào thi đua để chống tham nhũng, để đề phòng và chống tham nhũng và diệt tham nhũng, thì bây giờ mình lập báo, báo nào có can đảm lập ra một cái bảng thành tích, ok, từ tỉnh A, từ miền địa đầu từ phía Bắc xuống tới cực Nam ở phía Nam này theo cái danh sách đó, rồi cái thành tích coi bí thư bắt mấy người, đến chủ tịch nhân bắt mấy người, công an bắt mấy người, ngày nào bắt bao nhiêu, tổng số cán bộ bao nhiêu, mình làm cái thành tích như vậy, cái bản thi đua nó mới rõ ràng ấy nhỉ. Và thực sự là khi mà người dân người ta nhìn vào đó thì người ta ngay biết thành tích, là người ta biết thành tích. Vì tôi đã báo, thực sự tôi không nhớ thằng nào bắt bao nhiêu người. Là làm như vậy là nó xảy ra tình trạng cá độ đó. Bảo đảm được cá mày là
cán bộ của tỉnh này bị bắt nhiều hơn tỉnh kia, và chắc chắn sắp tới sẽ có bao nhiêu người bị bắt. Đó là xin ra cá độ số 3, số 7 vâng. Thưa quý vị, chúng tôi thật sự là chúng tôi cũng đọc bài báo đó, chúng tôi mệt mỏi cái chỗ đó, là ông nào bà nào cũng có vẻ kêu vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu. Dư luận bức xúc này, đang bức xúc này, là không biết là mấy ông này là cái gì. Ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Người nào cũng như vậy thì biết người ta làm cái gì chứ, ví dụ như tham nhũng, hối lộ, lấy tiền của ai, làm cái gì cái gì, ít nhất để cho người ta biết. Cái bố nào cũng là cái buông lỏng quản lý. Anh Hoàng Tuấn nói vậy thì tôi hoàn toàn đồng ý 100%, nhưng mà đôi khi cũng có những cái, cũng có một vài bài báo họ cũng nói chi tiết hơn. Đây là cụ thể, tôi có bài báo đây này. Ít nhất là được những cái bài này. Bài này là thêm một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên bị bắt tạm giam. Thêm nhá. Trước đây đã có một phó chủ tịch khác rồi, bị bắt rồi. Bây giờ thêm một phó chủ tịch rất là rõ ràng. Ông Đặng Văn Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên bị khởi tố bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Ok, rõ ràng như vậy. Ngày 25 tháng 4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên do có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại địa bàn thành phố Long Xuyên. Các lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn và các lệnh khám xét ở nơi ở, nơi làm việc cũng đang được thi hành trong sáng nay, tức là bắt tại nơi làm việc luôn. Quá trình điều tra xác định ông Sinh đã ký 5 quyết định giao đất làm nhà ở cho những người không thuộc trường hợp tái định cư, tức là không được đánh, có bị mất nhà đâu, mà không ở trong cái diện đó, mà được ông ký 5 quyết định giao đất làm nhà, tức là giao đất cho mấy người đó, vân vân rồi vân vân. Thì ít nhất là nó có một số chi tiết như này nữa, nhưng mà ít nhất là trong cái vụ, trong cái bài báo này nó không còn nói rõ cho người dân ta biết, phải không ạ? Ông này bị bắt với tôi, có chi tiết như vậy thì tôi đề nghị với, như cái theo ý của anh Hoàng Tuấn, đề nghị với báo VN Express, mình đưa cái bài báo, bây giờ là báo Tuổi Trẻ, mình đưa cái bài báo này ra làm mẫu cho đúng. Các phóng viên báo chí khác khi mà họ tường trình những vụ án bị bắt như thế này, họ nói rõ ràng, người dân đọc người ta hiểu, người ta thấy rõ ràng, và còn hơn nữa họ còn để cả cái video clip, cái cảnh mà ông này đang cảnh sát đã khám xét nơi làm việc của ông, vân vân và vân vân, rõ ràng như vậy thì không ai thắc mắc gì cả. Và càng làm nhiều càng tốt, càng chi tiết càng rõ càng tốt, đồng bào mọi nhiều người sẽ... lo đốt càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cứ là vi phạm những điều đảng viên không được làm, chả hiểu. Mà những cái người vi phạm lớn nhất, rõ ràng nhất, minh bạch nhất, có bằng chứng giấy tờ, còn nhiều khi những cái điều mà mấy ông khác bị bắt rồi đó, mấy ông làm không ai biết, rồi ra tòa lại cãi nhau, tôi làm này tôi làm kia đúng không đúng. Còn đây ông Tô là một rõ ràng hả thế ạ. Đó là hình ảnh chụp như vậy, cả thế giới người ta nhìn rõ. Tại sao không, mình không xử? Có địa chỉ, có địa chỉ rõ ràng. Có nhân chứng, có người đúng việc chứ không anh? Có người rõ ràng đấy. Rồi bây giờ ở Việt Nam mình, nhà nước, các cơ quan nhà nước cũng chơi cái kiểu giang hồ lắm anh. Ở đây đột ngột cắt điện đường cao tốc để đòi nợ. Thì ngon vậy đó. Báo Người Lao Động Online này, điện lực Xuân Lộc. Ôi, khổ. Các 500 anh em Xuân Lộc ra nghe nha. Bây giờ người ta dùng cái chữ đó, năm tôi chả hiểu số 500 ở đâu ra nữa, là được hỗ trợ của 500 anh em, trong khi đó là lương Xuân Bạc có 108. 500 anh em Xuân Lộc ra nghe nè. Điện lực Xuân Lộc cướp điện trên đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết tại nút giao lộ với quốc lộ 1A để đòi nợ là hành vi xem thường tính mạng người tham gia giao thông. Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam còn nợ chưa đến 50 triệu đồng tiền điện, cho nên lãnh đạo điện lực Cẩm Mỹ và điện lực Xuân Lộc dùng biện pháp bất chấp tính mạng của người tham gia giao thông là cướp điện trên đường cao tốc. Ôi giời, trời, ý như là giang hồ. Tức là công ty điện lực chỉ nhìn thấy món tiền chưa đến 50 triệu đồng của mình mà không thấy được nhu cầu của xã hội, không thấy được sinh mạng của bao nhiêu con người có thể bị uy hiếp bởi hành động của mình. Người ta nói rất may là nó chưa xảy ra, không có xảy ra tai nạn nào xảy ra. Nhưng đây là một việc làm rất là liều lĩnh. Chỉ có 50 triệu đồng, thưa quý vị, so với Việt Nam bây giờ 50 triệu đồng so với tài sản cá nhân đó, nó cũng không phải là một con số lớn nữa. Nhưng mà đối với một cái cơ quan, một cái công ty của nhà nước
50 triệu đồng nó không phải là số tiền kinh khủng mà dám cắt điện tỉnh bơ trên đường cao tốc hay. Thế là hay, thế là như thế, có những chuyện mà thế giới không ai làm được cả. Như, này, như thế này, ví dụ như các bố này có thể nói với này, ê đám giang hồ nhìn nè, tụi bay giang hồ chứ bằng tàu. Tụi bay bày đặt vỗ ngực xưng tên là dân giang hồ anh chị á, thấy tao nè, đó không 50 triệu thôi là tao cắt điện. Ghê gớm không? Đấy. Báo Tuổi Trẻ có bài tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù. Sáng 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù, bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công ty này của ông này thì rất là nổi tiếng rồi, sản xuất nước uống mà cũng hay bảo trợ những chương trình khắp nơi, và đặc biệt là bảo trợ ngay cả những chương trình ở hải ngoại nữa. Ngày xưa nó Dr. Thanh đó kia, tôi Nga Paris này. By Night rồi này kia. Ồ, có luôn hả? Có nhiều. Mấy người con gái của ông, hai cái cô mà bà Trần Nguyên Phương, bà Trần Ngọc Bích này cũng hay thường ngồi hàng ghế đầu trong những chương trình đó. Ngày xưa là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ thì ông vào tù thì cái tội mà ông bị đoạn ông bị đưa tòa một cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tức là ông cho vay rồi. Ê, ông bắt người ta phải ký giấy sang tên một số những cái tài sản của người ta, cái công trình ép người ta, rồi lúc mà người ta trả lại tiền thì không trả lại tài sản của người ta, là khá là như vậy bị đưa ra tòa. Nhưng mà tôi nghĩ là một trong những cái lỗi ông này bị đưa ra tòa đó, mà bị án tương đối là nặng đó. Lý do là tại vì ông này, tôi đoán là ông này ăn mình. Tức là ba cha con ăn mình, không có chia. Ra hồi đó mà có chia cho anh này chị kia đỡ đầu chống lưng, đỡ bớt, chắc nó cũng đỡ hơn nhiều. Tại vì cái kiểu này không ăn mình, không thể nói gì cả. Ồ, nhưng mà cũng nó có nhiều khi nó có những cái chuyện nó cũng khó lắm anh. Nhiều khi ăn một, nhiều khi mà chia đó là không những 8 năm mà là ở nhiều hơn á. Bởi vì thì tù dập nó trong thường nó báo mình ra sao? Dạ. Cũng hơi khó đối với đảng và nhà nước làm những cái chuyện mà nó không biết trước được. Rồi bây giờ có cái chuyện này nó buồn cười nè. Bây giờ cái chuyện mà bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình đó. Và bây giờ người ta đồn đãi là bà có cái kho báu ngoài biển á. Cái trend đây. Google Maps dẫn đường đến một loạt kho báu Trương Mỹ Lan. Ngày 20 tháng 4, người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một loạt địa điểm được định danh trên ứng dụng chỉ đường cho Google phát triển, có tên là kho báu Trương Mỹ Lan. Những địa điểm này nằm rải rác ở nhiều tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre. Theo tìm hiểu, không ít địa chỉ mang tên kho báu Trương Mỹ Lan trên bản đồ, vốn là cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn và cơ sở giặt sấy. Thì quý vị bây giờ, thiên bởi Việt Nam giờ người ta cứ đồn ra như thế. Thì bây giờ người ta buộc tội là cái người, có những người người ta làm mấy video clip đó, người ta cắt ghép rồi, như là khi ra tòa đó người ta ghép. Bây giờ thưa quý vị, cái kỹ thuật về cắt ghép thì nó hay lắm, rất là giỏi, mà chúng tôi phải bái phục. Ví dụ như trường hợp có một anh mà bị cảnh sát giao thông bắt lại thổi độ cồn á, thì mới đưa vào cái miệng cái ta ghép rất là hay, mà chúng tôi phải bái phục đó. Nghĩa là ghép không thật vào đâu được. Nhưng mà cái chuyện này nè, khi luật sư người ta nói cái này phải truy tố. Những cái người mà làm những cái video clip mà lồng ghép này, rồi tạo ra cái chuyện mà kho báu ngoài biển đó. Nhưng mà nó có như thế này nữa. Luật sư dẫn chứng, không chỉ người dân mà nhiều người nổi tiếng khác, kể cả một số cán bộ chiến sĩ công an cũng tham gia vào xu hướng này. Hay quá. Cán bộ chiến sĩ công an cũng nghĩ là chả có kho báu ngoài biển. Thì quý vị, cái chuyện mà dư luận xã hội thì nó nhiều thứ lắm, nhưng mà chuyện mà không đi ra ngoài biển tìm kho báu này cơ bộ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ chuyện này nó cũng không sao cả, nó cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ người ta mưa người ta còn cầu được mà không biết chuyện này. Báo Tuổi Trẻ Online làm rõ thông tin một giảng viên ở Huế bị tố vòi tiền đòi đi karaoke đổi trị. Karaoke mà đổi trị là sao? Trường Đại học Sư phạm Huế đang xác minh thông tin một giảng viên của trường bị tố cáo vòi tiền đòi học viên đưa đi hát karaoke đổi trị. Chúng tôi nghĩ karaoke đổi trị là karaoke như thế nào. Tố Hàm Long Tư, đại diện phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết,
đang làm rõ đơn tố cáo của cựu học viên về việc một giảng viên của trường có hành vi vòi vĩnh, đồi trụy không đúng chuẩn mực. Không biết vòi vĩnh cái gì, tôi không biết, mà ông đã vẫn ông đòi hát ca đồi trụy thì chắc là ông vòi vĩnh những chuyện đồi trụy thôi, chứ không có chuyện gì khác cả. Tí nữa tôi sẽ nói một cái chuyện karaoke đồi trụy. Ok, nó có anh nói ngay bây giờ. Có những ta mình gần hết giờ rồi. Có những cái nó đau xót lắm. Chẳng hạn như bởi vì như thế này, xin tôi hiểu karaoke đồi trụy là sao. Karaoke là luôn hát karaoke thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nó có người phục vụ. Và những người phục vụ đó thì nhiều khi người ta ăn mặc rất là mát mẻ. Đấy. Nhưng mà cái đau ở chỗ này là karaoke nó có bán sẵn một cái hộp. Nó mở lên. Thì bên này nó đang có những hành động đồi trụy. Và trên kia nó hiện là con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Cờ đỏ sao vàng nó bay phấp phới. Mà dưới đi thì nó đồi trụy. Thế mà là đau. Thế nó đau. Thế nên phải cấm những cái chỗ mà karaoke đồi trụy. Cấm nó hát cái bài đấy ở trong đấy. Danh sách bài hát không có những bài đó được kiểm tra vô có ra phải bỏ hết chứ tự nhiên bán sầu riêng bán mít bán ưỡi bữa thì cho bán hát mấy cái đó rồi bên dưới này thì nó đồi trụy bên kia từ thành phố này người đã ra đi. Thế là nếu mà suy cho cùng ra thì là cực kỳ phản động. Không, nếu tôi mà là cán bộ Việt Nam á, tôi có ý kiến là tôi sẽ về tôi là làm nó sạch sẽ hơn. Cho nên tôi nói là cán bộ văn hóa, công an văn hóa thì nhớ đón những ý kiến này. Đúng rồi. Đấy nhá. Cho nên hồi đó Võ Văn Thưởng ông ấy nghỉ cái chức mà trưởng ban tuyên giáo mà qua bên làm chủ tịch nước kiếm người thay thế anh Hoàng Tuấn không về làm đúng trường tạm tại. Tôi có cái nhìn rất là xa. Anh cứ nghĩ như thế đi. Dưới này thì nó đồ trụy nó lăng nhăng mà trên kia nó cứ còn ở miền Nam và thằng lăng bạc. Rồi tay nó thầm lăng tùm lum. Thì đó, bấy tùm bá. Rất là phản động. Rồi. Không được. Không được. Chào tạm biệt quý vị.